Chào cả nhà trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog nha. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà một buổi chiều ấm áp nha. Cả nhà nhìn thấy Xuân không? Xuân Mỹ đang đứng chỗ một cái shop hoa lan của đứa em nè. Mấy em đang vô một cái chậu lan thiệt là to đùng luôn nè. Cả nhà nhìn nè, lan vàng. Mà Xuân Mỹ quay cả nhà nghe xa xa tiếng nhạc của Cường trong cái album Tết nha. Nè, lan của một nhỏ em, ỷ lan hoa, sứ giả của bạn, ở đường 30 tháng 4 nha cả nhà. Em ấy nhận điện qua toàn quốc nè, cả nhà nhìn thấy số điện thoại không? 02923 737 567, 0911 605 567 0909 349 nhận điện qua toàn quốc nha. Ở các tỉnh có ai muốn đặt lan thì gọi số điện thoại này ha. Nè, ỷ lan qua rất là đẹp nè cả nhà. Rồi, cái chậu lan này là mười mấy 20 triệu đó nha cả nhà. Tết nè ha. Nè, giờ Xuân Mỹ quay cho cả nhà xem lan nè. Lan màu tím nha. Chậu này chậu màu tím nè. Nè cả nhà nhìn cái chân cao nè, vô cái chậu lớn nè. Tài lộc. À, đại cát ha. Lan mới về quá đẹp luôn nè. Màu đỏ, màu hồng cam, màu tím, màu vàng. Nè cả nhà. Này lan mới chưa phui thùng nữa nè, còn trong thùng nữa nè. Album Việt Nam quê, album Mùa Xuân Bên Nhau chiều nay được 36.000 lượt xem ha cả nhà. Còn bài Việt Nam quê hương ngày Tết thì 598.000 lượt ha. Anh cho em mùa xuân là 647 ha. Ơi chị nghe. Nửa ký hả? Nửa ký 140 ship tới nhà đó. 5 ký chị bớt cho. Rồi để chị nhắn cho, chị đang quay phim. Khách hỏi chả cá luôn rồi. Khán giả Tết này nè, đây Xuân Mỹ quay sâu vô trong cho cả nhà xem nha. Nè, ở trong còn nhiều lắm, trong nhà nè. Giờ đi vô nhà quay nha. Cả nhà ơi nhớ nha, đặt lan là gọi điện thoại, số điện thoại nãy Xuân Mỹ đọc đó ha. Nè đó, em gái trong shop nè, đi lại quay shop để quảng cáo cho shop. Có chị hả? Ừ. Cưng khỏe không? Nè cả nhà thấy không, chất lên trên cầu thang luôn kìa. Tết đó là cái nhỏ em nó bán rất là giỏi mọi người, cỡ 28 là hết lan mất tiêu rồi. Ai mà chân lan là giờ này là lan đẹp nha. Giờ này là về đầy shop nè. Cả nhà nhìn thấy không? Cả nhà có nghe tiếng hát của Hồ Văn Cường xa xa không? Chào em. Nè. Đó, tuốt ở trong đó. Mấy đứa nó đang vô chậu đó cả nhà. Kính mít luôn rồi đó. Nha. Vì là Xuân Mỹ đang quay cho nên là Xuân Mỹ cho nó chạy qua quảng cáo nha cả nhà. Đây một cái chậu vô. Em, cái chậu này là khách đặt là bao nhiêu vậy? Dạ 5 triệu. Được bao nhiêu cành? 16 cành nè cả nhà. Lộc. Bữa hổm là chị đặt 8 cành. Bữa hổm Xuân Mỹ đi ăn tất niên đặt 8 cành là 2 triệu 3 đó cả nhà. Nè, bữa này 16 cành nè. Đó, thường là mình đặt 8, 6, 16. Đó. Đẹp quá, nhiều màu. Nhiều màu quá cả nhà ơi. Vàng nè, vàng rực luôn, giống hoa mai ha, lan hồ điệp. Lâu dữ chị mới gặp được cưng á. Dạ. Chị nghĩ bên kia là chị đâu á. Giờ đặt bông chủ yếu Nguyên. Nguyên đặt. Có Nguyên á. Xong chưa? Xong chậu lan rồi đó hả? Nè,
cả nhà nhìn nè, đó vô chậu sẵn ha. Nè khách, khách đặt là vô gì nè ha, tùy mình ha. Đó cả nhà thầy nhìn thấy cái chậu lan không, chậu này mà chưng là 2 tháng đó cả nhà đó. Nó còn nụ như vậy nè, mình chưng 2 tháng ha. Đó rồi ha. Rồi đây đi đi, mình bây giờ mình đi ra sân mình nói chuyện tiếp này. Một cái này là hồ điệp mini nè cả nhà, cái chậu nó nhỏ vậy nè, gọi là hồ điệp mini nè. Qua đây đứng mà có nắng dội vô cái chậu lan vậy nè, nó đẹp. Rồi cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Cả nhà, hôm nay có một khán giả vào kênh Xuân Mỹ bình luận là show chống đồng, thấy ngày thường mà vé VIP á, là bình thường vé VIP là 400 là cao nhất, nhưng mà của chống đồng mùng 4 Tết của Cường 800.000, có khán giả nói là vé đó hơi cao, nhưng mà thật ra fan của Cường Xuân Mỹ hỏi thăm rất là nhiều người nhận xét rằng vé đó là vé vừa tầm tay nha cả nhà, vì hôm đó là không chỉ có Cường mà có anh Ngọc Sơn nữa. Anh Ngọc Sơn thì mọi người biết rồi, anh Ngọc Sơn là gạo cội rồi, ảnh hát thì tiếng tăm của ảnh đã có rồi, cho nên là khán giả mình ủng hộ ảnh ha. Nhưng mà fan của Cường mua vé rất là đông rồi. Hôm nay Xuân Mỹ hỏi thăm thì cũng là vài trăm vé rồi đó cả nhà, show chống đồng á. Mà hôm đó thì quy tụ rất là đông nghệ sĩ ha. Đâu chỉ có anh Sơn với Cường, còn nhiều nghệ sĩ khác nữa. Tại vì một đêm diễn mà cả nhà, rất là nhiều, một cái chương trình nó có là hài kịch đồ nữa, chứ không phải là hát không. Thành ra là hôm nay thì Xuân Mỹ hỏi kể cả cô Hai Long Xuyên. Cô Hai Long Xuyên cũng khẳng định là vé đó rất rẻ, một cái show mà chương trình ca nhạc tổng hợp như vậy thì bán giá vé 800 là cao nhất, như vậy là xem được. Và cái khu vực mà từ vé VIP từ 300 vào trở lên là khu vực thẳng trước mặt sân khấu, thành ra là theo Xuân Mỹ là Xuân Mỹ thấy cũng được đó cả nhà. Mỹ thấy là giá đó cũng được, cho nên là mong quý khách ủng hộ ha, ủng hộ show diễn chống đồng. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin chia sẻ số điện thoại của Xuân Mỹ là 0913136109 nha. Khán giả nào muốn book vé thông qua FC miền Nam thì gọi cho Xuân Mỹ. Còn lại thì mọi người nhớ ủng hộ kênh của Cường nha. Đó bài album bên Mùa Xuân Bên Nhau chiều nay là 36.000 lượt xem. Còn Việt Nam Quê Hương ngày Tết thì 598.000, Anh Cho Em Mùa Xuân 647. Mong là mọi người nhớ ủng hộ kênh Cường ha. Chúng ta vào YouTube chúng ta tìm, gõ tìm Việt Nam Quê Hương ngày Tết thì sẽ ra ha. Chậu lan mấy em đó nó kết xong, nó làm vệ sinh rồi nè, xong rồi nó còn trang trí vô nữa. Đó, trang trí giống như cái này nè cả nhà đó. Trang trí thêm đại lộc đại cát thì á, trang trí thêm mấy cái dây hoa xuân á. Quá nè, cả nhà nhìn thấy không? Đó. Chân một cái chậu lan nó còn bền hơn mai theo truyền thống thì mai. Lan với mai rồi ha cả nhà.
Rồi bây giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club chiều nay xem. Vì là Xuân Mỹ đứng ở ngoài đường cho nên là Xuân Mỹ không có review mấy cái trang lên nha. Không có review trang fanpage của Cường với lại kênh YouTube lên, Xuân Mỹ chỉ nói chung thôi ha. Chỉ sau một đêm một ngày up thì được 30 mấy ngàn lượt rồi. Và chúng ta nghe rất là tiện, cả nhà thấy không? Nãy giờ Xuân Mỹ đi dạo vòng vòng, Xuân Mỹ mở cái video cái album đó lên là cho nó chạy thôi ha. Rồi giờ Xuân Mỹ coi cái của Đại học Hoa Sen chiều nay có thông tin gì không? Đại học Hoa Sen thì cái chương trình top chiều nay chưa có tin gì mới nha cả nhà. Xuân Mỹ hỏi thăm thì mấy nay là Cường đã tập cái show tập mấy chục bài cho show diễn, cho 4 show diễn nha cả nhà. Mấy chục bài nhạc Xuân này nọ đó là cho 4 show rồi đó. Ráo riết luôn rồi ha, vì còn có 10 ngày nữa là Tết rồi, là tới show rồi. Giờ để vào trang trang Hồ Văn Cường Thanh Lớp thì mọi người cũng share cái album nhạc Xuân này vô. Album chị Hương Trương thì viết như thế này: album nhạc Xuân 2024 mùa xuân bên nhau, một món quà Xuân tặng thật hay, thật ý nghĩa, trọn vẹn mùa xuân bên nhau, đông đầy yêu thương, thật ấm áp, hạnh phúc. Tết xuân vầy, du xuân ba miền, 4 show, thật hay, thật tuyệt vời, thật cảm xúc, thật ngọt ngào, dạt dào. Thương lắm Cường ơi, trong 8 bài hát, bạn thích bài nào nhất? Hương cũng thích hết tất cả, mỗi bài có một cái hay riêng. Đến chạm đến cung bậc cảm xúc khác nhau, nghe đi rồi mê, phê rồi say và nghiện, thật vui. Trên mỗi đoạn đường đi cô gì có tiếng hát con, trên mỗi đoạn đường cô đi có tiếng hát con làm bạn đồng hành. Cảm ơn món quà tuyệt vời, ta mở lòng ra đón một mùa xuân mới, nghe tâm hồn dào dạt những niềm vui. Đó, nè, trong lúc mà các bạn này ra lan lan cái mình cho các bạn nghe nhạc. Kênh của Cường trên trên FC thì Xuân Mỹ thấy kêu gọi nhau nghe cái bài đó thôi nha cả nhà. Rồi Xuân Mỹ giải thích với mọi người, mọi người như vậy. Nhà ở Thanh Hóa có một vụ cháy trong đêm làm ba mẹ con tử vong luôn cả nhà. Xuân Mỹ đọc cái tin này cho cả nhà nghe nha. Sáng 30 tháng 1, thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 23 giờ 45 ngày 29 là tối hôm qua đó cả nhà.
Đơn vị nhận được tin báo cháy tại nhà 3 tầng ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Ngay khi tiếp nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn khu vực 4 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng nhanh chóng đến hiện trường. Thì theo thông tin ban đầu thì khoảng 23:30 chủ nhà là anh T phát hiện cháy ở tầng 1. Sau đó anh đã dùng bình chữa cháy được trang bị trong gia đình dập tắt, nhưng mà đám cháy không có tắt, không dập được. Lúc này thì anh hoảng loạn mất bình tĩnh, chạy ra ngoài hô quán báo động và quên không gọi vợ con thoát ra ngoài. Phát hiện sự việc thì các thành viên tổ gọi người dân lực lượng tại chỗ triển khai các cái bình chữa cháy. Tuy nhiên là ngọn lửa bùng phát dữ dội khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến thì lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của căn nhà. Để nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Tại hiện trường thì ngôi nhà cháy có 3 tầng không có chuồng cọp, có lối thoát khẩn cấp trực tiếp tại ban công phía trước. Quá trình tìm kiếm lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân là đang xuất tại tầng 2. Bước đầu danh tính được xác định là chị L sinh năm 84, hai con là S và Th, một đứa sinh 2013, đứa 2018, là vợ và con của anh chủ nhà đó cả nhà. Quá trời. Xin chia buồn cùng gia đình của anh nha. Một tin không vui ở trước những ngày, trước những thềm năm mới. Hy vọng là sẽ không còn những cái tin như vậy trong những ngày tới. Nhưng mà cuộc sống mà cả nhà, chúng ta đâu có biết được đâu, đúng không? Chúng ta không có biết được cuộc sống mình là ngày mai như thế nào. Cho nên là rất mong mọi người hãy quý những cái gì ở hiện tại ha, quý trọng những cái giây phút ở hiện tại để có thể tận hưởng mọi cái khoảnh khắc vui của mình. Nè cả nhà nhìn thấy không, nhìn qua là thấy nôn tết ha. Rồi Xuân Mỹ chỉ có bấy nhiêu thôi, và rất mong mọi người trở lại kênh của Cường, ủng hộ kênh Cường ha. Khi mà các cái bài, ví dụ như bài cả nhà hôm nay Xuân Mỹ xem lại cái live show mini show của Cường hồi show Đà Lạt 1 tháng 1 đó cả nhà. Khi mà hát xong cái bài Anh Cho Em Mùa Xuân á, thì Cường rất là vui, nói là con mới có phát cái bài đó một đêm thôi mà lên hơn 100.000 lượt xem. Rồi con hy vọng là cô bác cài cho con cái bài hát đó nhanh lên triệu view. Lời con nói thật là tha thiết luôn ha cả nhà. Con nói là mọi người coi show của con xong về cài view tiếp. Bây giờ thì tròn 1 tháng rồi, hôm nay là đúng 1 tháng Cường phát hành cái bài Anh Cho Em Mùa Xuân, nhưng mà view nó mới có 647 hả cả nhà ơi. Xuân Mỹ rất mong mọi người hãy tiếp tục cài view cho bài đó lên triệu view trước giao thừa ha. Còn bây giờ thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả, và Xuân Mỹ trên tinh thần là rất mong muốn Cường càng ngày có những cái sản phẩm âm nhạc mới hay up lên trên kênh YouTube và những cái show diễn thành công. Rồi xong là cái niềm vui của Xuân Mỹ là mỗi ngày khi nghe Cường thông báo một cái tin vui đó cả nhà. Và rất là vui là hôm qua con đã không coi như là đáp ứng mong mỏi của khán giả ra một cái clip nhạc. Nãy giờ mình nghe đã rồi luôn, mà còn chưa hết nữa đó cả nhà. Rồi bây giờ là Xuân Mỹ kết thúc video nha. Buổi chiều rồi, bây giờ là 5 giờ chiều mà cả nhà thấy còn nắng nè. Xe cộ thì tấp nập ha. Rồi bây giờ Xuân Mỹ cho cả nhà xem là đây Lan này ở tại Cần Thơ, đường 30 tháng 4 ha. Ở trên cầu Quang Trung đi xuống, mình hướng vô trung tâm thành phố Cần Thơ thì nó nằm bên tay phải nè. Đây Xuân Mỹ cho cả nhà xem số điện thoại bàn là 02923737567 nha. Rồi số điện thoại di động là 0911605567, 0909349666 của cô em bạn ỷ Lan Hoa nha cả nhà. Ỷ Lan Hoa, sứ giả cảm xúc. Đó rồi, em ấy nhận ship toàn quốc luôn nha mọi người. Rồi Xuân Mỹ chúc cả nhà có bữa chiều ngon miệng nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Đó cả nhà. Đây